Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ vào ngày 2 tháng 11 năm 2020 mình có gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận 0.50 token BBTC từ dự án Bitswap. Nay mình sẽ rút với các bạn. Để rút được thì các bạn click cái phần link mô tả của mình. Bấm nút start nha các bạn. Đây mình rút cái token BBTC này rồi, các bạn bấm vào một cái giao các bạn. Rồi đây thì nó có kêu mình phải gửi phí là 0.ETH thì 0.0012, rất là cũng phí này rất là rẻ các bạn. Còn TRX thì các bạn gửi vào 20 TRX các bạn. Thì xuống đây thì cũng vậy các bạn, đồng dot luôn nè. Pin 0.18 MB nó hỗ trợ rất là nhiều các bạn. Rồi các bạn gì copy cái này nè các bạn. Mình thì không có ETH các bạn, mình có TRX. Các bạn copy lên các bạn. Rồi các bạn sao chép thôi. Send 20 TX. Các bạn gửi địa chỉ nào các bạn nhớ copy trang y gan địa chỉ TX này nha các bạn. Cái copy lộn không được các bạn. Rồi các bạn gửi, mở dưới trên đi cho mình ra. Các bạn gửi vào nha các bạn. Send. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây 20 nha các bạn. Rồi các bạn bấm send các bạn. Rồi các bạn bấm transfer now các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu của mình vào. Rồi các bạn bấm done. Chờ các bạn chờ nó gửi một chút xíu nữa tất cả các bạn. Rồi sau khi nó gửi xong các bạn chờ cho nó còn trong tình trạng rồi gửi xong rồi. Rồi các bạn nhấp vào mục 20 nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục view scan nữa các bạn. Chọn thời gian nha bạn. Các bạn copy cái hashtag đang hashtag giao dịch của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy hashtag này nha các bạn. Rồi các bạn trở về một con bot các bạn. Khoan các bạn chạy xíu các bạn. Xen du 2th 24 giờ. Kêu bạn chưa chờ chút xíu. Rồi cái này nó kêu các bạn gỡ xong rồi các bạn gỡ hát tát nó vào các bạn copy nha các bạn. Con này nó sẽ thanh toán từ 24 đến 48 giờ nha các bạn. Rồi các bạn gỡ hát tát này vào. Rồi bấm send nha các bạn. Rồi nó sẽ gỡ vào 24 đến 48 giờ trong vòng 1 ngày đến 2 ngày các bạn. Vậy video và mình có thông báo nha tất cả các bạn. Trên kênh mình có một cái dự án là hàng để mình tìm các bạn. Và trên kênh mình có trước kia mình có hướng dẫn các bạn chatbot từ một cái dự án là Abit này các bạn. Cái chương trình con bot này nó cho góp tiền các bạn. Vào 1 giờ đến 5 giờ sáng các bạn vào góp các bạn. Hiện tại vì nó con bot này nó đã bảo trì tất cả các bạn. 1 giờ trên 5 giờ sáng nó mở ra vào ngày 10 là các bạn có thể hết các bạn. Tối nay các bạn vào rút liền các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.